bốn cõi tây phương kỳ thực không cách gì tưởng tượng được sự thù thắng của nó là vô song Duyên phận này Chính là giống như bài kệ Khai Kinh có nói Trăm ngàn vạn kiếp khó tìm cầu Giống như cư sĩ Bành Tế Thanh có nói Vô lượng kiếp hy hữu khó gặp Chúng ta hôm nay thấy được rồi Gặp được rồi Nếu như không thể đem nó nắm cho chặt không thể chân thật tin tưởng vậy thì quá đáng tiếc rồi bạn vẫn phải tiếp tục đi luân hồi không biết rằng sau lần này thì đến kiếp nào mới có thể gặp lại được không phải mỗi lần đều có thể gặp được điều này là không thể thân người khó được phật pháp khó nghe phía sau là khuyến khích chúng ta phải nắm cho chắc cái dương phận này chúng ta xem hàng thứ ba cuối cùng phàm phu đối nghiệp vạn sanh cõi đồng cư Yeah. Do gặp Phật dạy dỗ Nên không thoái chuyển Do thọ mạng vô lượng Nên ngay trong một đời Đoạn trừ trọn vẹn các hoạt Thanh tịnh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ Do vậy sanh cõi đồng cư Cũng chính là sanh ba cõi trên Cho nên Bảo là sanh trọn bốn cõi Đoạn này nói được quá hay Lúc tôi tiết lột toàn bộ điều chép ra hết Một chữ cũng không thiếu Chúng ta nhất định phải nhớ rõ Ngày nay chúng ta là lục đạo phàm phu Làm thế nào để đến được thế giới cực lạc Là đới nghiệp vãng sanh Sanh vào cõi đồng cư có lợi ích ở chỗ nào? Lợi ích thứ nhất là đích thân được nghe A Di Đà Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp. Thật sự như vậy, trong tất cả phá đều là lấy việc dạy học làm lên hàng đầu. Thế giới cực lạc cũng không ngoại lệ, Thế giới cực lạc có sự thụ thắng như vậy, tốt đến như vậy. Phật Đà giảng kinh, không có nghỉ ngơi. Lúc Phật Đà giảng kinh, A-di-đà Phật có một giảng đường lớn, Trong giảng đường lớn này, mỗi một người vãng sanh đều có chỗ ngồi. Chỗ ngồi giống như hoa sen vậy, đều có tên của mình. Sẽ không có mảy may lầm lẫn. Phật dùng một loại âm thanh để thuyết phá. Tùy loài chúng sanh mà mỗi người đều có sự giải đáp. Chúng ta đến nơi đó, nghe A Di Đà Phật nói với chúng ta cũng giống như hiện nay chúng ta dùng tiếng phổ thông để nói vậy, nghe hiểu được không cần phải phiên dịch. Họ là người Mỹ, cùng ngồi chung với ta, họ nghe thấy là tiếng Mỹ. Không giống như ta, nhưng họ vẫn hiểu được. mỗi người lại nói tiếng nói riêng của mình mỗi người đều có năng lực nghe hiểu được tất cả nhưng nghe phật giảng kinh nhất định là sử dụng ngôn ngữ của chính mình giảng kinh gì bạn muốn nghe kinh gì liền nghe được bộ kinh đó thật không thể nghĩ bàn vì thế đến thế giới cực lạc thành tựu sẽ nhanh. Người của thế giới cực lạc không cần lương thực. Pháp tánh thân cùng với thân này không giống nhau. Cái thân này là hiện tượng vật chất. Mỗi ngày đều phải ăn ba bữa để bổ sung năng lượng. Năng lượng của thế giới cực lạc là từ tự tánh mà sanh ra, không cần bổ sung từ bên ngoài. Vì thế họ không cần lương thực, Họ cũng không có đài tiểu tiện Họ cũng không cần ngủ Thế giới cực lạc là thế giới quang minh Nó cũng không cần mặt trời mặt trăng Nó cũng không cần đèn đú Thân của mỗi một người đều phóng quang Tất cả những hiện tượng vật chất đều có thể phóng quang Cung điện cư trú cũng phóng quang Cây cối hoa cỏ cũng phóng quang Là thế giới quang minh nó không có bóng đêm vì thế nó cũng không có ngày đêm ngày đêm ngày tháng năm các phương đông tây nam bắc ở thế giới cực lạc đều không có cho nên gọi là không có thời gian và không gian hoàn toàn là một mảng đại quang minh vì thế nghe Phật giảng kinh thuyết pháp không bị thoái chuyển nên không bị thoái chuyển mỗi một ngày đều nâng cao lên mỗi ngày đều đang tiến bộ tiến bộ rất nhanh những người nghe được đều cảm thấy bất khả tư nghì chúng ta ở nơi này học phật lúc tiến lúc lui trên thực tế mà nói tiếng thì quá ít thói thì quá nhiều rất khó được thành tựu chân thực nhìn thấy rõ ràng nhìn thấy minh bạch rồi cần phải hạ quyết tâm tôi phải vặn xanh thế giới cực lạc tôi không ở nơi này nữa đây là cái gì là thực sự làm rõ ràng làm minh bạch còn ở nơi này để làm gì nữa? Ở nơi này một thời gian dài Đó chính là A-di-đà Phật Kêu bạn biểu phá A-di-đà Phật kêu bạn biểu phá Thọ mạng của bạn sẽ không còn của bạn nữa Do Phật ban cho bạn Phật sẽ giúp bạn Kéo dài thọ mạng Đến khi công đức Biểu pháp viên mãn rồi a di đà Phật tự nhiên biết được Bạn sẽ biết được ngày nào Mấy giờ Mấy phút Mình vãng sanh Một chút cũng không mập mờ Thế giới cực lạc thọ mạng là vô lượng Vô lượng pháp môn, không có thứ nào là không thông đạt. Huống hồ, chỉ cần kiến tánh, kiến tánh thì liền thông đạt. Tại vì sao? Tất cả pháp là do tự tánh biến hiện ra. Tự tánh là năng sanh năng hiện, còn vạn pháp là sở sanh, sở hiện. Chỉ cần chứng được tự tánh, tất cả pháp sanh ra từ tự tánh tự nhiên bạn sẽ thông đạt không có một chút chướng ngại nào vì thế đến thế giới cực lạc thì mau chóng thành phật nên ngay trong một đời đoạn trừ trọn vẹn các hoạt chủ ý của cái từ viên đó là viên mãn kiến tứ phiền não đoạn được rồi chính là kiến tứ hoạt trần xa phiền não đoạn được vô minh phiền não cũng đoạn được là viên đoạn đoạn một là đoạn được tất cả không giống như ở thế giới này thế giới này trước tiên phải đoạn kiến tư chứng được quả vị tiểu thừa Tiểu thừa có tứ quả tứ hướng là tám vị thứ. Tiểu thừa từ địa vị sơ tính đến địa vị đẳng giá có 51 vị thứ. Đến thế giới cực lạc thì viên chứng viên đoạn. Đoạn được một thì đoạn được tất cả chứng một thì chứng tất cả vì thế gọi là viên tịnh bốn cõi do vậy sanh cõi đồng cư cũng chính là sanh ba cõi trên nên bảo là sanh trọn bốn cõi mấy câu nói này quan trọng hơn bất cứ thứ gì đồng thời bạn liền sanh đến thật báo trang nghiêm độ đối với thường tịch quán độ hoàn toàn thấu xuống nhưng không thể đi được vì sao không thể đi được vì bạn vẫn còn chướng ngại cái gì là chướng ngại là tập khí phiền não vô thủy vô minh vẫn chưa đoạn được tập khí này chính là chướng ngại điều này không thể không biết tập khí nếu như đoạn được rồi liền dung nhập vào thường tịch quan chúng ta lại xem tiếp đoạn phía sau cõi cực lạc hơn hẳn mười phương đây đều là khuyên chúng ta Trước hết là do phàm phu đối nghiệp Xanh sang cõi kia Liền đắc bất thoái Điều này thế giới cực lạc Hơn hẳn Thập phương thế giới Thập phương thế giới Không có gì có thể xa bị được